Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 64 phép trừ dạng 27 là trừ cho 4, 63 là trừ cho 40. Bài số 1 tính 43 là trừ cho 2, 3 trừ 2 là còn là 1, 4 là hạ xuống. 7 là trừ cho 5 là bằng 2, 6 là hạ xuống. 9 trừ 9 là bằng 0, 2 là hạ xuống. 9 là trừ cho 8 là bằng là 1, 3 ta hạ xuống. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ trừ cái hàng đơn vị trước, được. Cái hàng đơn vị là bên tay tay phải này. Bài B đặc tính được tính 36 là trừ cho 3. Ba sáu là trừ 3 là bằng 3, 3 ta hạ xuống. 75 ta trừ cho 4. 5 ra trừ 4 là còn lại là 1, 7. 68 ra trừ cho 7. 8 trừ 7 là còn lại 1, 6. 56 ra trừ cho 6. 6 trừ 6 là bằng 0. 5 ta hạ xuống. Chúng ta qua bài số 2. Nấu phép tính với kết quả thích hợp. 38 ra trừ cho 6 là bằng là 32. Nhờ cái này vào đây. 85 ta trừ cho 4, 5 trừ 4 cộng 1, 81. Rồi đây. 67 ta trừ cho 3 bằng 64. 45 ta trừ cho 20 là bằng là 25. 36 ta trừ cho 30 còn lại là 6. 99 ta trừ cho 80 còn lại là 19. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Câu A. Lớp 1A có 24 học sinh. Hôm nay có 3 học sinh nghỉ học. Hỏi lớp 1A có mặt bao nhiêu học sinh? 24 bạn mà 3 bạn là nghỉ. Ta lấy 24 ta trừ cho 3. Nào. 24 ta trừ cho 3 là bằng 21. Và lớp 1A chúng ta sẽ có là 21 bạn. Chúng ta qua câu B. Cửa hàng có 95 bông hoa hồng. Cửa hàng đã bán được là 60 bông. Hỏi cửa hàng còn lại là bao nhiêu bông hoa hồng? Như vậy thì chúng ta sẽ bán là trừ ra 95 ta trừ cho 60. Như vậy là bằng là 30, 35. Trả lời là còn lại là 35 bông hoa hồng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.